Chiều qua ngày 20 tháng 1, Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản tiến hành tiêu hủy hơn nửa tấn thực phẩm là thịt chó, mèo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, tại thị trấn Quán Hầu, Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 43B01695 chạy tuyến Đà Nẵng - Hải Phòng đang vận chuyển 550 kg là thịt chó, mèo vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Số thực phẩm này đựng trong 7 thùng xốp ướp đá lạnh, đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y và đã bốc mùi hôi thối. Lái xe Nguyễn Hòa Cường, sinh năm 1977, ngụ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khai nhận số hàng trên đã được một người không rõ địa chỉ thuê trở ra tỉnh Nam Định và thành phố Hải Phòng để tiêu thụ. Trước đó, đoàn liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh Bộ Thoa, địa chỉ 296 đường Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, đang đóng gói, dán nhãn mác giả và không đúng quy định đối với một số lượng lớn thực phẩm, snack và trà. Qua kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình đã xử phạt hành chính 7 triệu đồng và buộc tiêu hủy gần 50 kg snack các loại. Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình còn xử phạt cảnh cáo và buộc thu hồi hơn 256 kg thực phẩm snack các loại và 11 kg trà đang lưu thông trên thị trường do cơ sở này vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.